Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyên mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, thời gian gần đây, trên địa bàn thị xã Mỹ Hào thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp các thiết bị âm thanh, thiết bị thu phát sóng phát thanh, bộ phát truyền hình trực tuyến. Việc mất cắp các thiết bị trên gây nên nhiều khó khăn cho việc hội họp, tiếp sóng phát thanh và việc tuyên truyền chính sách tại các cơ quan, đơn vị địa phương. Tại trường mầm non phường Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hào, đêm ngày 21 tháng 12 năm 2023, lợi dụng ban đêm trời mưa rét, bảo vệ mất cảnh giác, kẻ gian đã cắt khóa cổng, đột nhập lấy cắp tài sản là bộ âm ly, bộ mic không dây và một số thiết bị âm thanh trị giá hơn 40 triệu đồng. Kẻ trộm cũng đã cắt khóa cổng phụ của nhà trường và đột nhập vào trong nhà trường và tiếp tục là cắt khóa, phá khóa của phòng hội đồng nhà trường để vào để lấy trộm tài sản của nhà trường gồm toàn bộ tất cả cái bộ âm ly âm loa của nhà trường. Lợi dụng việc nhà văn hóa nằm xa khu dân cư, hệ thống cửa khóa không chắc chắn, đêm ngày 1 tháng 12, kẻ gian đã đột nhập vào nhà văn hóa thôn Thuần Mỹ, xã Hòa Phong, lấy cắp toàn bộ hệ thống âm ly, tăng âm, TV, bộ truyền hình trực tuyến, hệ thống thu phát truyền thanh không dây, tổng trị giá tài sản hơn 120 triệu đồng. Theo số liệu công an thị xã Mỹ Hào cung cấp, chỉ tính từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2023, trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đã xảy ra 5 vụ trộm cắp thiết bị âm thanh tại các xã phường Hòa Phong, Phùng Trí Kiên, Dương Quang, Minh Đức. Việc bị mất cắp các thiết bị trên đã gây ra nhiều khó khăn cho địa phương trong việc hội họp tiếp sóng đài phát thanh, việc thông tin tình hình hoạt động tại cơ quan đơn vị địa phương bị gián đoạn, gây bất an trong quần chúng nhân dân. Nếu mất cắp thì nó ảnh hưởng rất lớn đến thứ nhất là đời sống văn hóa của khu dân cư, là để sinh hoạt cộng đồng, thứ hai là để tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến hệ thống âm thanh và liên quan đến vấn đề tuyên truyền. Và đồng thời chúng tôi hội họp ở ngày liên tục hội họp, thứ nhất là về mặt của đảng, thứ hai là các đoàn thể chính trị xã hội, để chủ trương chính sách là muốn tuyên truyền được thì cần phải có cái thiết bị đó. Thì cái mất cắp của chúng tôi là đã thời gian rồi rất gián đoạn và chúng tôi đã phải như vậy là rất cố gắng bởi vì kinh phí ở địa phương rất khó khăn. Trước thực trạng đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thị xã Mỹ Hào đã truy xét tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Khang, quê xã Đào Dương, huyện Ân Thi, là đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và các vùng lân cận thuộc tỉnh Hải Dương. Đồng thời bắt giữ Vũ Văn Nhân cùng chú tại huyện Ân Thi là đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp. Thời gian vừa qua tại các nhà văn hóa ở các tổ dân phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào thì cũng xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Các đối tượng tập trung vào là các cái thiết bị thu phát âm thanh, âm ly, loa. Khi mà xảy ra thế thì làm gián đoạn cái việc tuyên truyền phát thanh của địa phương. Do vậy là nhận biết được cái tình hình phức tạp thế thì cơ quan điều tra đã nhanh chóng tập trung vào triệt phá đối tượng. Sắp tới này là tháng cùng mặt, tháng gần Tết thì cũng đề nghị là các tổ dân phố nâng cao bảo vệ các tài sản công. Ngoài ra thì quần chúng nhân dân cũng chủ động là bảo vệ các tài sản của mình để tránh các đối tượng lợi dụng sơ hở trộm cắp. Cuối năm là thời điểm tình hình tội phạm vi phạm pháp luật, nhất là trộm cắp tài sản thường có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân, cơ quan, đơn vị cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa bảo vệ tài sản của chính mình. Tới đây, mục ống kính phóng viên tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.